Em tên là Nhật Khánh, thì em đang hiện tại đang học combo 6 và hôm nay là kết thúc ngày đầu tiên học khóa PR mối quan hệ hoàn hảo. Trong ngày đầu tiên này thì em cảm thấy như là được truyền động lực để như là có thể mình có thể bao dung, có thể yêu thương tất cả mọi người. Thì rất là muốn dành thời gian cho mọi người nhiều hơn, cho gia đình, cho em của em, cho ba mẹ của em, vì em cũng sắp đi du học và em sẽ như là luôn trân quý những khoảng thời gian này để giữ lên một kỷ niệm khi mà mình đi xa, cũng như là khi ở xa thì mình vẫn phải liên lạc về để cho mọi người cảm nhận được cái sự quan tâm cũng như là tình yêu của mình với tất cả mọi người. Cô là Nguyễn Thị Hiền, cô đến từ quận 5 của thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đến khóa học thì cô có nhiều những cái cảm xúc không được tốt lắm. Có cái mối quan hệ giữa mẹ chồng với con dâu, nó có những cái quá khứ nó không được tốt cho cảm xúc của cô và cơ thể cô nó cũng có ảnh hưởng đến cái sức khỏe. Suy nghĩ nhiều, không được bình an, lo lắng, lo sợ về sự tồn tại hạnh phúc của gia đình. Tôi cũng mong muốn là được học ở lớp này và nhất là khi được học những kiến thức của thầy thì tôi cũng đã nhận ra là bản thân tôi là phải cần thay đổi trước, sau đó mới truyền cảm đến con của mình. Đấy. Thế và hôm nay được làm những cái quy trình, cô rất là tin tưởng cái mối quan hệ của gia đình tôi, nhất là tôi với con, rất là tuyệt vời, đẹp 100%. Tên là Phan Công Hoạt, bác ở số nhà 36 đường Đồng Lạc, thành phố Lê Cung, Gia Lai. Bác xuống đấy có 5 người, một vợ và 3 người con. Bác lần đi là đi lần thứ 2. Bác xuống đây học được rất rất nhiều cái điều. Bác đầu tiên thì bác cũng tưởng là đi học vờ vã vờ vẩn, nhưng thực tế càng học bác mới thấy được bác chưa hiểu gì. Nhưng bác cảm thấy là bác thành một đứa trẻ con đi học ban đầu. Như thế bác càng học càng mở rộng ra, thấy đầu óc bác rất là thoải mái, rất là phấn khích. Mà cảm thấy bác học được ở không những ở bác mà còn cái lớp trẻ, các cháu học rồi cũng truyền đạt lại bác và bác và thầy, đặc biệt là thầy Phát, thì người thầy kính yêu. Dù học 3 ngày cũng là người thầy, mặc một ngày cũng là người thầy. Người thầy đó, người thầy cũng là vĩ đại đấy. Đối với chăm lo sức khỏe và chăm lo bản năng và chăm lo kỹ năng cho con người, khuyến khích mọi người đều đi học, học để làm người. Làm người thì bảo vệ tổ quốc, thế nhưng đất nước và chính bản thân mình, và cho dòng họ, cho dân chính là học cho đất nước. Bà có một người con là bị trầm cảm, thế như là lý do như vậy là cháu cũng đi hết nhiều nơi rồi nhưng mà không khỏi. Thế này là như thế là có người giới thiệu thì đi về, cháu cũng mời bố mẹ cũng đi để chứng kiến và bố mẹ cũng rất rất tin tưởng bà con. Thế đi đến đấy là cái mà mời có 5 gia đình đi, thì như vậy bà cảm thấy đi rất là phấn khởi, rất là tự tin. Nhưng bà cảm ơn thầy Vạc rất nhiều mà cho bà gửi lời đến tất cả học viên.